Mới đây, một bước tiến mới trong điều trị tình trạng yếu sinh lý, xuất tinh sớm, giảm ham muốn đã được công bố. Lần đầu tiên, ứng dụng thành công công nghệ sinh học hiện đại hàng đầu của Nhật Bản được chuyển giao bởi chuyên gia Yamada Fumihito với hơn 15 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh nam khoa và nghiên cứu phương pháp cải thiện sinh lý nam giới tại bệnh viện hàng đầu Nhật Bản, Bệnh viện Đại học Keio. Đây cũng là sản phẩm dạng viên nén đầu tiên được áp dụng thành công hoạt chất quý hiếm trong cây mật nhân Ấn Độ, giúp nam giới tìm lại được ham muốn, lấy lại được phong độ, bản lĩnh, tăng khoái cảm, tăng cương cứng, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ lửa hạnh phúc gia đình. Có thể nói, đây là một bước đột phá trong công nghệ của ngành thực phẩm chức năng sinh lý, giao thoa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chúng tôi nhận thấy tình trạng yếu sinh lý hiện nay đang có dấu hiệu gia tăng và trẻ hóa. Do đó, chúng tôi đã ngày đêm nghiên cứu và lần đầu tiên đã áp dụng thành công công nghệ sinh học, chiết xuất hoạt chất quý hiếm trong mật nhân Ấn Độ kết hợp với các hoạt chất có trong các loại thảo dược tự nhiên tốt nhất cho sinh lý nam giới vào sản phẩm Kingsmen. Hiện tại, sản phẩm đang được đón nhận rất nồng nhiệt tại thị trường Việt Nam cũng như Nhật Bản. Đây là tâm huyết mà đội ngũ nghiên cứu thực hiện với mong muốn giúp cho các đấng mày râu tìm lại được bản lĩnh, phong độ, tăng khoái cảm, tăng cương cứng để giữ lửa tình yêu, giữ lửa hạnh phúc gia đình. Trong buổi hội thảo còn có sự góp mặt của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quang Đạt, giảng viên Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ cũng đã có những đánh giá cao về Kingsmen. Làm thầy thuốc đông y, tôi đánh giá rất cao cái sản phẩm Kingsmen, bền sinh lý, khỏe chuyện yêu. Bởi lẽ, cái thứ nhất là sản phẩm dùng rất nhiều các vị thuốc quý hiếm, ví dụ như là nhục dung, như là ba kích, như là nhân sâm, như là dâm dương hoắc, vân vân. Các cái vị thuốc này là các cái vị thuốc mà đã được sử dụng từ hàng nghìn năm nay để làm tăng cường cái sinh lý của nam giới. Với cái công nghệ tiên tiến sấy thăng hoa và sản xuất theo dây chuyền của Nhật Bản đạt cái GMP thì cái sản phẩm nó thiết thực giúp cho những người mà yếu sinh lý là có khả năng lại phục hồi lại cái sinh lý bình thường. Cái thứ hai, nếu như chúng ta sử dụng lâu dài thì cái khả năng làm trẻ hóa được cái hoạt động về tình ái, đồng thời nó giúp cho trẻ hóa, nó giúp cho giống như cải lão hoàn đồng. Ngoài ra, nghệ sĩ ưu tú Trần Đức, một khách hàng có những trải nghiệm tốt với sản phẩm và dịch vụ của Kingsmen, cũng đến tham dự và có những chia sẻ. Ngày xưa các cụ ta phải bắt bếp sắc thuốc uống, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Nó hiện đại, sản phẩm được làm dưới dạng viên nang, rất dễ uống, dễ mang đi. Nhất là khi tôi đi công tác hoặc đi công việc gì đấy, phải di chuyển thường xuyên như là đi diễn xa chẳng hạn này. Nên những ai phải làm các công việc mang tính chất dịch chuyển cao thì Kingsmen rất tiện để cho mọi người mang theo ở bên mình, sử dụng thường xuyên và không lo bị quên. Chúng ta là phái mạnh, việc tìm bản lĩnh của mình, duy trì phong độ của mình là điều rất quan trọng đấy các bạn ạ. Nhất là phải làm được cho mọi người phụ nữ của mình luôn luôn được cảm thấy mình được vui vẻ này, được hạnh phúc. Và tôi tin là bất kỳ anh em nào khi sử dụng Kingsmen giống như tôi thì cũng sẽ tìm lại được cái thời kỳ đỉnh cao phong độ, sự tự tin, đặc biệt là sẽ giữ được tình cảm vợ chồng luôn luôn rực cháy, mặn nồng. Với bảng thành phần chiết xuất 100% từ loại thảo dược quý hiếm trong tự nhiên, an toàn cùng với các ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại hàng đầu tại Nhật Bản, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế GMP WHO, được kiểm định chất lượng bởi Bộ Y tế và được công nhận là sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, Kingsmen đang là sự lựa chọn hàng đầu cho nam giới yếu sinh lý. Sản phẩm hiện không phân phối qua các hiệu thuốc để đảm bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng được tận tâm nhất. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.